Nè, tên ư? Có nên nó. Dạ. Lít tư. Ăn ư? Đây này, nhắc tôi chuồn á. Thế chủ trả lại cơ. Nên bế cái nhắc mà chả không. Ở dưới nó quá là to. Gió bản vỡ. Sao chủ lúc ấy, ở mắt nó. Thế chủ trả lại đấy, một chỗ ư. Bà chả trả tôi bệt cháu. Thế nhà mẹ cháu thế này. Nhưng bố của lưu cho ít mà tám lòng vũ sâu mà nó thấy thịt tạp mà bằng xe mô xe xa bây giờ mẹ nhau á bây ba mát bây giờ ba lứa có mà bây giờ nặng xe nặng á nhà bây giờ ba mù ở dùm ba mù yếu áp xa lòng bê mà ta chi ngủ ra yếu chú cha là có yếu chú cha tôn bộ ý nào à mẹ mẹ nhau ừ có làm một pha dây tinh là của này xin luôn xin muốn thì cha hả này thì mà nó sợ cha hại nên nói nó quá mà dâu à mà cả cha như con bà lớn ta là bé cha ba món rửa tới cha lớn ta bé cha nè mua con rùa bé ơi một túi tôi tông nó nhát thế ha mấy nhà mấy ngồi lúc không thì mấy mua chắc bạn lấy gì được mà lấy ăn thì tôi tông luôn không bé mà bé mà bé nhà ơi ba mua ơi bây nhà bây sao ôi cho bây nhà mà bây nhà cũng nghĩ nó có cái mặt luôn ta mua cái tí xa là cho bây nhà ha mà toàn ba bây giờ sai toàn ba bây giờ sai 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 bà sai sai bà sai sai bây nhà mà bây nhà bây sao ôi nhậu ba mươi ba mươi ba mươi mươi mấy mươi nhau mỗi nhau của mình được tự nhau là nhau mà được tự nhau mà được tự nhau được tự nhau mà nhau thì mấy nhau mấy thế luôn bây giờ có mấy ba mươi dưới nó có ba luôn à thế thì mà chúng ta bác phối ra cho anh đây bác phối ra cho thế thì ở ba mù ừ ba ba ừ ba ừ ba ừ
bắt cái con thú nè.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mama.